Và thưa quý vị, chương trình sẽ nói có từ bộ 4 do truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí Điên Quân thực hiện. Được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục đón chào những người chơi mới, những người chơi rất tiềm năng. Nhưng mà chúng tôi sẽ không quên giới thiệu những nhân vật rất quan trọng đối với sàn đấu ca từ. Họ là những chàng trai tuổi đôi mươi, yêu đời, mạnh mẽ, thích màu tím. Cái gì anh ơi? Họ không hề thích màu tím, có anh thích màu tím thôi. Anh áo cà hộp quá. Họ chỉ có hai màu áo là màu trắng và màu đen. Màu trắng là mừng cho những ngày mẹ về vui. Vui, màu đen mừng mấy ngày anh wow. Mấy anh buồn. Đó, nói chung là rất là rõ ràng. Màu gì? Màu đen. Màu đen là màu không vui. Màu đen là MC bị quýnh nè. Bây giờ xin được giới thiệu ban nhạc Nguyễn Tuân. Bây giờ đã có ban nhạc rồi, chúng ta không làm thiếu ca sĩ được. Ban nhạc đã có, âm nhạc đã có, phải có ca sĩ hát. Phải có giọng ca thôi. Và hai giọng ca đi liền cùng với năm tháng. Qua suốt mấy mùa rồi họ vẫn gắn liền với chương trình sàn đấu ca từ. Một đêm họ đã hát được 28 ca khúc không ngừng nghỉ thưa quý vị. Vài ngàn bài hát, nhớ trong đầu đó là chuyện bình thường đối với họ. Họ tập như là họ nút đĩa, họ hát như là mình đã bật đĩa CD vậy á. Thôi quá. Nói chung họ hát rất hay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai ca sĩ của chương trình sàn đấu ca từ, đó chính là Minh Trí và Kim Ngân. Ba nhạc nhiều vô tận tâm, bốn cái dặn mới vô chỗ ngồi. Chưa vô là dặn sáng, miễn là vô đình chỗ ngồi thôi. Như vậy là có ca sĩ rồi, có ban nhạc rồi, phải giới thiệu được khách mời. Đúng, và em nghe nói là hai vị khách mời ngày hôm nay rất là dễ thương anh à. Họ còn vô cùng tài năng nữa. Họ biết làm xiếc không? Không, anh hỏi là ca sĩ là sao họ biết làm xiếc được. Ca sĩ, họ có lớn sân điện ảnh không? Họ chưa lấn sân điện ảnh, nhưng mà tương lai họ sẽ lấn sân điện ảnh. Thật ra nó giỡn với em vậy thôi, chứ hai đội trưởng ngày hôm nay có một đội trưởng là một người bạn rất là thân với anh. Wow, bạn ở đâu? Bạn xã hội thôi. Sao nghe giống như là mình là nghệ sĩ. Bạn ở ngoài cuộc sống xã giao, và đặc biệt là một người bạn này chơi từ lúc rất là lâu rồi, lúc anh lập nghiệp đến bây giờ. Nhưng mà em nghe nói là người bạn đó là cũng là một người bạn tập gym với anh đúng không? Đúng vậy, anh ấy dành cả tuổi thanh xuân để tập gym. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Quốc Thiên. Hello. Trời ơi, anh Thiên, những gì mà anh Thiên chia sẻ có đúng không ạ? Cũng đúng, nhưng mà mình nghe mình hơi bị tự ái thì vì dành cả thanh xuân để tập gym. Nhưng mà hình như đó là sự thật. Sự thật, nhưng mà anh còn có ca hát nữa. Để duy trì cái sức trẻ của mình thôi. Thằng Huy dạo này nó cũng thế em ạ. Dạ đúng rồi, dạo này em thấy là toàn là bóp những cái tấm hình mà kiểu khoe cơ, khoe múi ở trên Facebook. Nhưng mà anh thấy không, ở trong hậu trường thì em biết đó là sự thật. Những cái đó là Photoshop hết. Photoshop cái múi hả? Có nghĩa là 12 năm biết Huy rồi mà Huy chưa bao giờ giả dối một câu, nói dối một câu nào. Nhưng mà giờ là biết chỉnh hình đâu để đánh lừa người khác hả? Vậy thôi, để cho rờ đi ha. Thật ra biết sao không? Thân với rất là thân với Thiên. Nên vì thế mà khi mà thấy Thiên có khoe những cái hình thể tốt á, còn lũ Thiên truyền cảm hứng. Thôi, bạn nói thế đó. Rất là nhiều những nghệ sĩ bây giờ ý thức cái việc đó, nên là Thiên nghĩ là ai cũng sẽ đẹp và cũng sẽ trẻ lâu. Anh nói em nhột quá, sao em chưa bao giờ đi tới phòng gym? Em không cần gym em vẫn đẹp đúng không? Đúng rồi, chính xác. Bao nhiêu năm nay em vẫn thế. Anh không bán mai nha, anh nói dạ, thật. Đúng không, thật sự cái này là em phải công nhận một điều á, là anh Thiên nói rất là chính xác. Em phải thừa nhận điều đó. Ủa sao không khí mà hội trường im lặng quá vậy mọi người? Mọi người đồng ý rồi đúng không mọi người? Ai cũng chấp nhận hết, cảm ơn. Ai cũng chấp nhận, Vi dùng chữ chấp nhận. Bây giờ sẽ là một người bạn nữa, một người ca sĩ nữa. Và bây giờ xin mời Sam giới thiệu ca sĩ tiếp theo. Và cô gái tiếp theo là một cô gái vô cùng xinh đẹp để có thể xứng đôi với anh Quốc Thiên trong ngày hôm nay, đó chính là ca sĩ Dương Hoàng Yến. Xin chào mọi người ạ. Trời ơi, anh thấy xứng đôi chưa? Ten rồi đó. Thật ra là Dương Hoàng Yến và anh Quốc Thiên đã quen biết nhau phải mười mấy năm rồi anh nhỉ? 14 năm. 14 năm quen nhau lâu quá
vậy? Từ khi Yến 15 tuổi đã đi thi hát rồi. Wow. Một cô bé lúc đấy rất là nhỏ nhưng mà hát rất là khủng khiếp. Đến bây giờ Yến vẫn thế, Yến vẫn hát hay, là còn là một giảng viên của một trường trường nhạc ngoài Hà Nội nữa. Dạy Sam hát hả? Đúng rồi, em có ý định là mình sẽ tuyển sinh không? Mình dạy kèm thêm trong Sài Gòn á. Được được, được với Sam ạ. Dạy kèm thêm trong Sài Gòn là được. Hôm bữa em nói em học Anh mà. Anh Trí anh giận, bữa em nói em học thêm bên ảnh. Bây giờ em qua cô giáo mới anh giận. Wow, anh giận chứ. Tại vì không, bữa em học hoài mà ảnh đã bó tay với em rồi, em học không thành công. Ôi nhưng mà là kính lớp Đắc Thọ, bây giờ anh Trí thì sao mà Yến dám. Đúng rồi, có nghĩa là không ai nhận em hết. Biết sao không? Tại vì Hoàng Yến chưa có được thẩm thấu cái lực hát của em á, nên bây giờ vô nghĩ thử cái hát của em, thử mồi một câu hát cho Sam. Bây giờ sẽ từ dễ đến khó nhá. Luyện thanh nhỉ anh nhỉ. Anh tí nhỉ. Mô mà ok, nhưng mình lại một chút nhé. Tôi thấy cái câu dễ hơn được không? Có thể khó hơn hả? Có lời đi chứ mồ mà em hát hiểu. Ủa thật là không có lời nào dễ hơn cho chị Sam. Ừ sao cũng được hết luôn. Ok thế thì dễ hơn nhá. Thầy ơi. Yeah. Yo. Mồ được. Ok luôn. Em là một cái viên ngọc thô. Đúng rồi ơi. Tôi chỉ là viên ngọc thô thôi. Em là một cái viên mà người ta mà thế giới người ta quý lắm. Người ta gọi là viên sỏi. Ủa em, viên sỏi người ta phải hay xây căn nhà đó em, bớt giỡn. Viên sỏi nó nhỏ nhắn gì mày mà nó có vỏ. Em phải được mài dũa lại. Phải mài mấy nghìn năm thì mới ra được viên ngọc. Thôi bây giờ cũng đã chia sẻ nhiều và biết được là Sam có khả năng ca hát rồi. Hy vọng là sắp tới là sẽ được cô Yến và thầy Trí nhận về. Để thôi nhưng mà xinh như này là Yến đã tiếp nhận rồi. Đẹp cô Quyền. Đúng rồi, đúng. Đó, có thầy rồi, có thầy để gia đình đưa tiền cho học. Có thầy rồi. Ráng cài MC để kiếm tiền học hát làm cái gì. Rồi, xin mời hai đứa chú vị trí ạ. Hai đứa trưởng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi đầu tiên. Bao nhiêu mua bánh trưng rồi mà sao anh không thấy em ơi. Người ở đâu, đang ở đâu, rồi đang ở đâu. Bắc thang lên hỏi ông trời. Ông trời ông người yêu con ở nơi nào ông ơi. Ông trả lời là yêu đương gì. Chẳng phải tim tự dưng đến thôi. Ôi ngỡ xa chân trời đầu ngỡ ngay trước mắt. Bỗng đâu cô nàng tên là người làm trái tim rơi đầy trời ơi. Ngày thương tháng nhớ năm mong về bên anh được không. Đường duyên dấu có lòng đong tình anh vẫn mênh mông. Bài hát thì rơi trên thế giới anh chỉ cần em thương. Nhà còn bao việc mà
bao năm anh mới thực sự mơ lòng mình đến. Nếu em không chê anh sẽ gửi tặng em những yêu thương siêu to không. Em vẫn xinh xắn tuy thường chẳng gặp may mắn gì. Để tay để anh nắm đi, anh sẽ vượt qua em sẽ thắng. Vì anh sẽ tới xóa tan đi hết những xinh xắn. Chúng ta lại phải có chứ có những điều ngọt ngào và trong veo. Ở bên em thôi chờ tiếp yêu cất lời. Trời ơi nhảy ra mà bây giờ có người chủ động hốt em. Em dễ thương quá à, mặt hồng lên luôn á. Mà bây giờ em mới biết, em mới hiểu là tại sao em ế. Sao vậy? Tại vì bài hát này là 7 tỷ người, thế giới có 7 tỷ người đúng không? Dạ. Đúng rồi, 7 tỷ người. Thì ế là đúng rồi, anh nhiều người quá. 7 tỷ người mà bé chọn em. Cô nghĩ là em phải giá trị lắm. Em phải giá trị như một viên ngọc quý. Đó, từ đầu em mới nói em là ngọc thô mà. Ngọc thô. Rồi, em ơi xin mời em giới thiệu à. Xin giới thiệu mọi người, em tên là Xuân Tài. Em là một lập trình viên tự do và em cũng có hoạt động nghệ thuật ở mảng ca hát và sáng tác. Thì với nghệ danh là AC Xuân Tài. AC Xuân Tài. AC. Và đây là một ca sĩ, một nhạc sĩ. Mà nhạc sĩ là phải biết nhiều bài hát lắm nha. Bạn này sẽ nghe rất là nhiều bài hát nước ngoài này, sau đó viết lại lời Việt. Có nghĩa là cái ngôn từ ở trong đầu mình phải phong phú và phải nhiều lắm. Hai đội trưởng, các bạn có nhấn chuông chọn thành viên đầu tiên này hay không? Xin mời các bạn. Ôi, cả hai được chọn. Bây giờ Xuân Tài, bây giờ bạn sẽ được quyền chọn ngược lại đội trưởng mà mình muốn về, hoặc là đưa ra một thử thách nào đó để có thể là mình xem được là ai thật sự yêu thích mình. Bây giờ em sẽ hát là mình bắt chước loài gì đó kêu nha, và các anh chị sẽ kêu cùng em, sau đó là các anh chị sẽ kêu tiếng kêu con vật đấy, ai kêu giống nhất là sẽ là thắng. Vậy là em biến tụi anh thành thú vật. Bây giờ là có một sở thú ở tại sàn đấu ca từ. Không, là những con dễ thôi. Em ơi, nhớ những câu gì kêu được nha. Về demo trước à? Mình bắt trước loài mèo kêu nha, kêu cùng em. Mèo 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 mèo. Wow, bây giờ con thứ hai. Mình bắt trước loài gà kêu nha, kêu cùng em. Cục con gà chỉ hiện giữ nhà được luôn á. Mình bắt trước loài heo kêu nha, kêu cùng em. Mèo đó, rồi một cái cuối cùng đi. Mình bắt chước chị Sam kêu nha, kêu cùng em. Em. Ông nào vậy? Cái tiếng của Sam á, cái gì? Sam kêu giống đánh chiêng quá vậy. Nếu như dạng tiếng tế á. Ủa thì chị Sam thì chị kêu luôn cho em kêu theo với chị. Thật sự là nếu mà nói chị Sam kêu là mọi người chỉ cần hát lên, cất tiếng hát là ra Sam liền. Rồi. À, mình thử thách xong chưa? Bây giờ bạn chọn ai ạ? Như vừa rồi thì em cảm thấy là cả hai anh chị đều kêu rất là giống. Riêng chị Yến là có thể kêu được con gà gâu gâu và con heo meo meo được. Thế em cảm thấy... Mà anh Thiên kêu được con mũi em ơi. Là sao ta, con gà mà kêu gâu gâu mà con heo mà kêu meo meo. Tức là những con vật của chị Yến nó thông minh, nó học được ngoại ngữ. Thì em sẽ xin về đội của anh Quốc Thiên ạ. Về rồi, anh Quốc Thiên. Tôi rồi. Không sao.
có lẽ là gu của Tài vậy. Mình biết là chuyện người chơi kế tiếp gu khác. Xin mời người chơi thứ hai. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên nó dày một gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa mà anh rất thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio và bài nhạc của anh chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói: anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em sẽ đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi. Đừng bắt em phải mong chờ. Tất cả mọi người đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay, cũng như là quý vị khán giả đang trên sóng truyền hình xem sàn đấu ca từ mùa 4. Em tên là Visu, hiện em đang là diễn viên được trực thuộc quản lý tại công ty Mugu Entertainment. À, giới thiệu luôn nguồn gốc luôn và chi tiết. Dạ. Bé này chi tiết, nhưng mà bé lúc nào cũng cười vậy hết hả em? Dạ, lúc nào em cũng cười tươi vậy hết hả? Dạ vâng ạ, tại mọi người thích em cười, tại vì lúc em cười không thấy mặt trời đâu hả? Thì nghĩa là thương hiệu của em đó. À đó, có nguồn gốc hết. Bé hát hay là công nhận rồi. Thôi giờ phải hỏi bé thôi, bé biết bao nhiêu thể loại âm nhạc. Em ơi. Dạ. Thể loại âm nhạc ưa thích của em là gì? Dạ em thích nhạc ballad. Ballad hay là ballad? Dạ ballad. Dạ ballad. Em đọc hồi ra salad luôn đó. Ballad. Dạ mấy dòng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, tiếng Hàn, tiếng Trung. Ồ tiếng Hàn, tiếng Trung được luôn. Dạ em có thể nói được một chút tiếng Trung. Wow. Dạ. Nói chung là biết thông thạo nhiều ngoại ngữ nè, gu nhạc nhẹ nhàng. Gu nhạc nhẹ nhàng, đây toàn nhẹ nhàng hết này. Mà hồi nãy bé hỏi anh có yêu em không? Có một tiếng nói. Có một cái tiếng xuất hiện. Muốn về nhà với em không? Thôi cũng được. Thì sao khác. Nhưng mà em có lại Thiên đã biết nhau từ trước chưa? Dạ thực sự thì em với anh ấy đã biết nhau từ trước rồi. À. Thiên và Vi có gặp nhau rồi. Hèn dạ. Chi vào sao cứ nhìn thẳng anh ấy hát thôi. Nhưng cái gì cũng vậy, phải 90 mới biết là bé chọn ai. Biết trước thì à, quá nữa, hai đội trưởng nãy giờ ai nhấn chuông à? Có đội, chưa ai nhấn. Có đội trưởng nào chọn bé Vi không? Bé Vi xù không? À anh Thiên nhường cho Hoàng Yến à? Dạ, tại vì còn hai bạn phía sau nữa thì Thiên với Vi đã biết nhau rồi. Nên là... Né là vớt hả anh? Không né. Anh đâu có sợ em đâu. Nhưng mà thôi như thế đang trong cái cuộc chơi cho nó vui vẻ. Rồi. Xin mời Dương Hoàng Yến.
mời người chơi kế tiếp ạ. Anh biết nấu cơm, anh biết chiên trứng, anh biết làm hết tất cả những công việc nhà. Chỉ cần bên anh, em đừng lo lắng. Vì bản chất anh vốn thẳng thắn và thật thà, yêu em bằng cả trái tim là chân tình. Sẽ không một ai có thể bắt anh dừng lại. Ở ngoài kia có ai ở bên mình? Về nhà ăn cơm anh muốn như vậy từng ngày, được thấy em cười là con tim nhỏ bé của anh nhảy hip hop. Muốn nói bao lời, em mang cho anh những cảm xúc để viết tốt. Đôi chân đi mãi có đôi khi tạm dừng lại. Điều quan trọng nhất bên cạnh còn có những ai. Yêu rồi thì thôi, lại gần đây đi đừng ngại. Hiện tại ta sống cho những chuyện ở tương lai. Em ơi về nhà ăn cơm, em ơi về nhà ăn cơm cho nó chắc. Về nhà ăn cơm cho có chất. Yeah, mỗi khi em cần là có mặt. Về nhà ăn cơm, em ơi về nhà ăn cơm cho nó béo. Yo, về nhà ăn cơm, em ơi có theo. Về nhà ăn cơm cho nó chắc. Hey, về nhà ăn cơm, anh có ngoan không? Anh không có thích ăn phở đâu. Em một ngày không em, cho anh cảm giác có những giây phút ta chờ nhau. Em có biết rằng em là bình yên trong anh. Trong thế giới này ta có tình yêu mong manh. Về nhà với em anh tìm về với hạnh phúc. Con đường tình yêu ta có nhau cùng đồng hành. Yeah, em là nguồn sống, em là niềm tin. Em là tất cả những ý tưởng. Em là cố gắng, em là niềm vui. Em là những điều phi thường. Trong anh em mãi là cô gái xinh đẹp nhất. Em có bao nỗi buồn đưa đây anh đem cất. Về nhà với anh em. Yeah, yeah, yeah. Về nhà ăn cơm, em ơi. Về nhà ăn cơm cho nó chắc. Yeah, về nhà ăn cơm cho có chất. Hey, mỗi khi em cần là có mặt. Yeah, về nhà ăn cơm, em ơi. Về nhà ăn cơm cho nó chắc. Yeah, về nhà ăn cơm, em mới có theo. Về nhà ăn cơm cho nó chắc. Yeah, theo anh đi về nhà ăn cơm. Wow, theo anh đi về nhà ăn cơm nhá. Yeah, theo anh đi về nhà ăn cơm. Đi mà, đi mà, đi mà. Em, yo, theo anh đi về nhà ăn cơm. Yeah, đi về nhà ăn theo cơm. Anh đi về nhà ăn cơm nhá. Yeah, theo anh đi về nhà ăn cơm. Đi mà, đi mà, đi mà. Em, oh, về nhà ăn cơm với anh. Yeah, về nhà ăn cơm với anh. Yeah, về nhà ăn cơm với anh. Đi mà, đi mà, đi mà. Em, yeah, về nhà ăn cơm với anh. Yeah, về nhà ăn cơm với anh. Yeah, về nhà ăn cơm với anh. Đi mà, đi mà, đi mà. Em. Lúc đầu thì ca khúc này là một bài hát mà Huy rất bất ngờ, bởi vì mà ấy bước ra là cũng hơi nhẹ nhàng, nhưng mà rồi vô nhà một cái là lộ liền, rapper liền. Rapper liền. Mình giới thiệu về bản thân mình cho các bạn được biết nha. Dạ, em chào anh chị, chào anh, chào mọi người. Em là Daplo, em là diễn viên và rapper ạ. Daplo. Vừa bước ra cái giọng nghe đã hùng hồn à. Nhưng mà Daplo về mình chỉ chuyên về dòng nhạc rap thôi hay là mình có nghe những cái dòng nhạc khác không? Dạ, em có nghe rock, rap. Rock, rock rap. Rap. Rồi, dạ. Daplo ơi, ngoài rock, rap ra, diễn viên ra, rồi quát quan trọng nhất cần phải hỏi nè, là em có thuộc nhiều bài hát hay không? Dạ, em cũng có nghe nhiều nhạc ạ. Có nghe nhiều nhạc, dạ. Mà mê nhất vẫn là rock và rap. Đúng rồi ạ. À. Rapper là phải học thuộc lời rất là kỹ luôn. Tại đúng vì rồi. Nếu như mà mình không học kỹ, mình đọc nó sẽ bị líu lưỡi. Bài vừa rồi em viết luôn hả? Dạ vâng ạ. Wow. Vậy là chứng tỏ là các bạn sĩ trẻ bây giờ viết lách rất giỏi ha. Rất đa tài, vừa viết vừa hát và vừa thể hiện luôn. Hình như Huy nhớ là Về Nhà Ăn Cơm cũng là một bài hát. Về Ăn Cơm. Về Ăn Cơm. Còn bài này bài tên là Về Nhà Ăn Cơm. Về Ăn Cơm. Ăn Cơm là bài rock luôn đấy. Ừ, cái bài mà anh hay hát Về Nhà Về Ăn Cơm thì nó hơi đồng quê. Còn đây là lên thành phố rồi. Về Nhà Ăn Cơm, em ơi. Thôi bây giờ mình chọn đi Yến. Sao vậy? Ô hát đúng mà. Bên đây nè, người ta đọc một cái là cho hỏi thiệt có ở đâu xa cũng muốn, về cũng muốn đi về ăn cơm liền với ba mẹ. Bên kia là Về Nhà Ăn Cơm em ơi, kiểu nó âm trì. Rồi chúng mình hãy là chuyển những chuông ạ. Hai những chuông, 1, 2, 3. Anh Thiên cảnh giác anh không thèm chọn luôn. Anh Thiên sao vậy? Anh này bị sợ bị ấy nữa, sợ rồi. bị thử thách á. Bây giờ em sẽ cho rap đi, rap đi, em rap đi. Về Nhà Em Cơm em ơi. Sẽ có một trò chơi nhỏ nhỏ ha, để em có thể biết được em sẽ chọn ai ạ. Em sẽ rap một đoạn rồi xong luôn, sau đó hai anh chị sẽ đoán xem bài gì. Ôi rồi không, bài cũng là dạng bài hit. Yo yo yo, ê yo ra yo, ra yeah yeah.
À, em mới đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Chạy con xe anh chở em trong tranh, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh. Mình ngủ một giấc và không cần báo thức. Rủ nhau đi trốn đúng không? Hát ballad, xin lỗi. Rồi, như vậy là cả hai đội trưởng đều đoán sai bét bài hát rồi. Nhưng bù lại là họ có trái tim, họ đoán được đúng ba chữ. Yeah. Đó. Vậy thì bây giờ bạn sẽ lựa chọn về với đội trưởng nào? Em sẽ về với đội của chị ạ. À, Như vậy. Đúng Hoàng Yến. Như vậy đội của Duy Hoàng Yến đã đủ thành viên rồi và mặc định thành viên cuối cùng sẽ là thành viên của đội Quốc Thiên. Hãy mở quà nè Quốc Thiên. Thành viên cuối cùng này là món quà gì? Xin mời người chơi cuối cùng ạ. Ngàn vạn bình đao dâng cao hướng về phía trước ta, chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đầu đội trời cao chân dẫm đất ngào nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đôi với ta, mà một nơi trú chân trong tim nàng quá xót xa lạ. Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em chót theo ai nên ta đành phải buông sâu. Rượu sầu nâng suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn, rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Nàng sợ ta chết chính bao năm không có ngày trở lại, nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn đã trao ta vẫn mang giữ lại, hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. Chính bao năm không có ngày trở lại, nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn đã trao ta vẫn mang giữ lại, hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. Nàng sợ ta chết chính bao năm không có ngày trở lại, nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn đã trao ta vẫn mang giữ lại, hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. Nàng sợ ta chiến tranh bao năm không có ngày trở lại, nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại, hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. Bài hát này là một bản hit bởi vì là đây là một trong những chàng ca sĩ trẻ nhưng đã sở hữu một lượng view rất khủng với hai bài hát, đó chính là bài Thằng Hầu đạt được 35 triệu view và bài Tướng Quân là 22 triệu view. Wow. Bài này chính là bài Tướng Quân đó. Bạn giới thiệu về bản thân mình cho quý vị khán giả được biết. Xin chào các anh chị và xin chào tất cả các khán giả của chương trình Sàn Đấu Ca Từ ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nhật Phong và công việc chính hiện tại của em là đi hát ạ. Mà mình đã theo đuổi con đường âm nhạc được bao nhiêu lâu rồi? Thực sự thì em đã học nhạc khoảng 9 năm rồi. Và dòng nhạc mà em yêu thích là dòng nhạc nào? Em thích nhạc cổ trang và một chút nhạc ballad. Canto pop á. Có chất liêu trai chút xíu đúng không? Dạ rồi. Thật ra những cái bài hát cái này đi với anh luôn á. Đúng rồi. Ê, anh em nghĩ nè, em nghĩ mà anh Huy á mà giả con gái á xuất hiện ở trong đó. What? Anh nghĩ cái MV đó anh sẽ rất đẹp luôn anh Huy. Hả? Anh đẹp lắm.
em thôi đi. Anh đã nói là ví dụ là bài hát của bé là bạn là thằng Hầu đúng không? Thằng Hầu sau một thời gian phục vụ triều đình lên là tướng quân, đi ra viễn chinh bị trọng thương, đi về truyền thay biết ngay luôn mà. Trời ơi. Và ngoài ra thì bạn có thuộc đâu quan trọng, câu hỏi mới là câu hỏi quan trọng nhất là bạn có thuộc nhiều lời bài hát hay không? Em thuộc cũng tương đối ạ. Tương đối. Bạn khiêm tốn nha. Chắc là do bạn khiêm tốn thôi. Mà đôi khi bạn nói thiệt như vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì em đã không còn sự lựa chọn nào nữa. Dạ vâng ạ. Chỉ còn có một cách là về với anh Quốc Thiên thôi. Cuối cùng rồi em ạ, thôi về đây. Okay. Mời anh. Như vậy thì mọi người đã biết nhau rồi, đã thành lập đội rồi. Nhưng quan trọng nhất là một đội phải có một cái tên. Đây là lúc mà hai đội trưởng hãy suy nghĩ và thảo luận với đội viên của mình để chọn ra một cái tên hay nhất dành cho đội mình ạ. Đội mình thì là chưa gì đã thấy là Thiên rồi Tài rồi Phong rồi đấy, là tên là sóng gió luôn đó. Cái tên đội nó quyết định vận mạng của đội mình ghê lắm ạ. Mình ngây thơ đi. Ngây thơ đi, ngây thơ. Buffer hả? Ra tên rồi nha. Lên thì ngây thơ, ngây thơ. Vô số tội không biết gì cả. Là ngây thơ vô số tội không biết gì cả. Không. Dài quá, dài quá. Ngây thơ, thơ. Là, tóm gọn lại là ngây thơ. Ngây thơ. Thủ đoạn. Ngây thơ thủ đoạn. Thủ đoạn nhá. Thủ đoạn. Rồi, chúng tôi cập nhật tên dành cho hai đội. Xin mời đội trưởng về vị trí. Như vậy là chúng ta đã có tên đội rồi, và bây giờ là lúc chúng tôi sẽ mời các bạn bước vào vòng đầu tiên của chương trình Sàn Đấu Ca Từ ngày hôm nay, đó là vòng tàng hình. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng đầu tiên của Sàn Đấu Ca Từ mang tên tàng hình. Giải thưởng hôm nay là 3 triệu đồng dành cho chiến thắng. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với quyền quan trọng, đó là quyền dành chơi trước. Quyền này rất là lợi nếu các bạn có, bởi vì các bạn sẽ được cái quyền là chỉ định một thành viên của đội bạn ra đấu đối kháng trực tiếp với mình. Và hãy nhớ, quyền này các bạn sẽ trả lời cách giành quyền nhấn chuông nha. Ai nhấn chuông trước rồi đó sẽ trả lời. Chúng tôi sẽ có một hiệu lệnh xuyên suốt chương trình, đó chính là thời gian nhấn chuông bắt đầu thì đội bắt chuông mới hiệu lực. Và câu hỏi lần này sẽ xuất phát từ hai MC. Các bạn hãy đoán tên bài hát qua hành động của bé Sam. Trời ơi. Đây là một điều nhảy. Du 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 du. Du du du. Bấm chuông hả? Đúng rồi. Hey to put a two 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 hả? Blackpink hả? Du du du. Blackpink. Hit you with the two two two. Chốt lại một lần nữa à. Câu hỏi cuối. Two two two. Blackpink. Chính xác ạ. Trời ơi. Two 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 two. Đó. Tụi mình diễn hình thể quá tốt. Thì em nhảy quá sắc sảo. Như vậy là đội của anh Quốc Thiên đã giành được quyền ưu tiên trong vòng này rồi. Xin mời anh hãy lựa chọn một thành viên của đội đối thủ. Ok, chọn Viso ra đây. Cố lên, cố lên. Rồi, chào mất theo ạ. Thôi ngại ngủ gì, gặp nhau rồi em ơi. Không được là người quen mà cũng thủ đoạn nhá. Xin mời đến với bài hát đầu tiên. Tôi đã từng nghĩ về tương lai và từng hình dung mình trong đó thế nào, một người hạnh phúc với những gì mơ ước, bàn chân sẽ đi dù nơi đâu. Của các bạn 5 giây quan sát. Thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Đúng rồi, Viso ạ. Viso, Viso. Tôi đã từng nghĩ về ngày mai, từng nghĩ về những ngày cao có xinh xinh.
bừng cháy khát khao về thành công. Đúng hay sai, khó khăn cách chờ là do chính tim mình. Cuộc đời còn đẹp dù bao lâu vẫn đẹp, dù có ra sao cũng chẳng sao. Đường đi tới đã có bao bạn bè quanh tôi, nhân lên niềm tin yêu sẽ chia bao nỗi buồn. Nhưng mơ mộng ngày tới sẽ là ánh trăng của đời tôi. Đường đi tới đã có nụ cười người tôi yêu, lúc anh kề bên tôi đã cho tôi rất nhiều. Cứ đi rồi tôi sẽ tới, hãy nhớ mang theo nụ cười. Đọc lại ạ. Đường đi tới đã có bao bạn bè quanh tôi, nhắn lên niềm tin yêu sẽ chia bao nỗi buồn. Nhưng mà mộng ngày thơ ấu sẽ là hành trang của đời tôi. Ghi nhận đáp án của bạn. Xin mời hệ thống. Các thành viên còn lại của đội ngây thơ có cứu không ạ? À, chưa cứu được. Không cứu, vậy thì đội của anh Quốc Thiên giành điểm không ạ? Không giành luôn. Rồi, như vậy bài hát này trôi qua như một cơn gió. Chúng ta đến với đáp án chính xác của bài hát này. Vi sù dư một chữ. Mọi người thơ là hành trang của tôi. À dạ. Bài hát thứ hai xin mời. Xa tận hai khu phố đang ngổn ngang, tình yêu dành cho cô gái không yêu ngược lại. Thử thách của các bạn. Sao nhìn Tiên kiểu buông xuôi á. Năm giây quan sát. Thời gian nhấn chuông bắt đầu. Thủ đoạn ạ. Ủa Minh hả? Cái gì vậy? Lòng mình từ lâu chưa nói đem tình yêu vào thư. Từ lâu anh đã yêu em ký tên tình yêu, gửi tròn cho em như thế trên đầu thư. Còn ghi ngày buồn tháng nhớ năm thương cô ấy. Hồi hương tìm anh nói cho trọn lời em biết. Từ lâu lòng anh gió mưa tơi bời, vậy thì sao lòng em dừng dừng lạnh lùng như thế. Cô nhìn anh rồi phân vân. Từ thì anh rất tốt nhiên than ôi ừ thì em rất tiếc đấy. Từ thì anh rất tốt nhiên than ôi ừ thì em rất tiếc đấy. Chẳng ai mà trên trốn theo ai mà sao cứ thế. Đọc lại ạ. Chẳng ai mong chạy theo, chạy trốn theo ai. Nhưng tình yêu là như thế đấy. Ghi nhận. Xin mời hệ thống. Không chính xác. Oh my god, oh my god. Tại vì hồi nãy em không hát á. Anh đi hát. Đồng đội cứu không ạ? Cứu em anh. Cứu vòng để dành anh. Để dành. Thôi để dành thôi. Mình giành điểm được không ạ? Giành điểm. Xin mời. Chàng trai vội đêm, lòng mình từ lâu chưa nói đem tình yêu vào thư. Từ lâu anh đã yêu em ký tên tình yêu, gửi chọn cho em như thế trên đầu thư. Còn nghĩ ngày buồn tháng nhớ năm thương cô ấy. Hồi hương tìm anh nói cho trọn lời em biết. Từ lâu lòng anh gió mưa tơi bời, vậy thì sao lòng em dừng dừng lạnh lùng như thế. Cô nhìn anh rồi vân vân.
lại ạ. Ừ thì anh rất tốt nhưng ta nói ừ thì em rất tiếc đấy. Chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng tình yêu là như thế đấy. Sao thế? Vội vàng nữa, quá. Lại vội vã nữa. Xin mời hệ thống. Diễn lắm hay diễn lắm. Chính xác rồi. Bài hát cuối cùng, bài hát quyết định số phận. Xin mời. Bài Tủ của Thiên nè. Một đôi quang gánh trên vai lưng còng khô xuôi ngược, đôi mưa ôm nắng thân côi nơi hè phố. Một đôi quang gánh trên vai không còn rào rào xanh, giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây từ làm mưa. Thử thách của các bạn. 5 giây quan sát. Câu cuối đây dễ. 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Thử đoạn ạ. Xin mời. Gánh rau đôi đầu xanh và tươi, tính sâu công người ngày chăm lo. Có khi mưa về khu vườn bao la, nhà mai lá lên tầng cao. Sáng nay không còn gồng gánh nữa, ôi niềm vui đã đến rồi. Nắng mưa vơi nhẹ còn đâu nữa, đôi hàng rau sau mấy năm bên nhau như người thân. Một đôi quang gánh trên vai lưng còng phố xuôi ngược, đôi mưa quang gánh trên là đôi xuôi ngược. Một đôi quang gánh trên vai không còn rau rau xanh, giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây tương lắm mơ. Đọc luôn. Đôi hàng rau sau bao năm bên nhau như người thân. Sợ quá. Xin mời hệ thống phân tích lại. Như vậy kết quả hòa 1-1. Số tiền thưởng 3 triệu chia đều cho hai đội, mỗi đội 1,5 triệu. Chúc mừng các bạn. Em cảm ơn anh chị. Bây giờ là phần thi đối kháng của Dương Hoàng Yến và một thành viên của đội Thủ Đoạn. Hoàng Yến, bạn lựa chọn ai? Sao bạn đây? Em mà chị. Đúng rồi. Ôi, chết rồi. Xuân Tài, đợi gì thế nào? Xin mời Xuân Tài và Hoàng Yến. Yến cũng rất là thông minh khi mà chọn một đối thủ là một bạn hay chế lời. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của sàn đấu ca từ mang tên Bạn Chiếu. Và các bạn đã đến với vòng 2 của sàn đấu ca từ mang tên Phản Chiếu. Giải thưởng chúng tôi thông báo từ trước là giải thưởng mỗi vòng sẽ tăng dần lên. Và ở vòng 2 này giải thưởng sẽ là 6 triệu đồng. Đó, vẫn sẽ là 3 bài hát. Giải thưởng 6 triệu sẽ thuộc về ai đây? Xin mời bài hát đầu tiên. Trời ơi. Trong đêm miên man từng dòng thư em trao anh, với những dấu yêu riêng về anh mà thôi. Em không trông mong cuộc tình ta luôn mê say, vì anh đây không chỉ yêu mình em. Thử thách. 5 giây quan sát. Riêng mình em thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu ngay thơ. Đúng rồi.
thơ ạ. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời tình không đổi thay, chuyện yêu đương mãi trong trái tim vẫn còn luôn đong đầy. Giờ đây anh xa tầm tay, trôi giặt về phương trời nào, riêng mình em giờ đây lẻ loi mãi mong chờ anh người ơi. Ngờ trong lòng em như thêm bao xa xa, tìm đâu lời yêu dấu đang trao khi vừa yêu nhau. Em không trông mong chi xin một đêm thôi, lại à. Riêng mình em giờ đây lẻ loi mãi mong chờ anh người ơi. Trời ơi, mà giọng đọc nét nét vậy có khi sai lắm. Hay kiểu tạo nét. Rồi xin mời hệ thống nè. Đọc chấm điểm à. Vòng này đã thuộc về đội ngây thơ. Chúng ta sẽ cùng đến với bài hát thứ hai. Ý, bài này em hát được á. Bài này hay nhất á chị. Tài ơi, em biết anh biết mà. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu êm thơ rất thơ. Thử thách của các bạn: 5 giây quan sát. Thời gian 10 giây chín chuông bắt đầu. Thủ đoạn ạ. Và anh nâng niu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà. Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi anh là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khổ, ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi cuối ngày. Trời ơi, chị ơi giành điểm. Đọc lại ạ. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày ngày đầu à... đất nhuộm màu à... nói chung là cái gì đó nhuộm màu. Ghi nhận đáp án của bạn. Hệ thống không chính xác. Đồng đội cứu hay không cứu ạ? Cứu ạ. Cứu rồi, xin mời bạn. Anh Quốc Thi còn đang ngỡ ngàng khi mà đồng đội của mình sử dụng người cứu. Xin mời. Và anh nâng niu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà. Tự do như mây ngàn mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi anh là nhà. Chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu. Đọc lại ạ. Và cụm từ của em là khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu. Hay lắm, đúng rồi. Chính xác. Chú thành công, cảm ơn bạn. Bài 3, xin mời.
lại. Ngày có cho mình những nỗi đau dài, ngày em biết mình đã thương anh thật rồi, ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời. Thử thách của các bạn: 5 giây quan sát. Thời gian bấm chuông bắt đầu. Thủ đoạn ạ. Bên nhau dù mai xa nhau, dù trong ký ức, trong những khung hình, nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu. Mang theo về miền an yên, chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều, rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy. Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biết mất như pháo hoa tàn. Dòng thứ tay em mấy theo mây ngàn. Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời, còn mình nhắm mắt không nói một lần, lại được thấy mùa hè ta gặp nhau, lại được sống mùa hè ta gặp nhau. À, tôi nghe cái gì đó nó có một sự ảo ảo liếu liếu nhẹ. Đọc lại à. Mà người biến mất như pháo hoa tàn, dòng thư cho nhau năm mấy theo mây ngàn. Ghi nhận đáp án của bạn và xin mời hệ thống. Trời ơi. Trời ơi. Vì đã hết quyền cứu rồi, Dương Hoàng Yến có giành điểm không ạ? Ok, có giành luôn. Rồi, xin mời ạ. Bên nhau dù mai xa nhau, dù trong ký ức, trong những khung hình, nơi xa còn dành riêng nhau những yêu màu. Mang theo về miền an yên, chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều, rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy. Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn. Dòng thư mà người biến mất như pháo hoa tàn, dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn. Hệ thống ghi nhận. Đúng rồi chị ơi, đúng rồi, đúng rồi. Đáp án là... Chính xác. Chúc mừng đội ngây thơ. Đội ngây thơ với điểm số là 2-1 đã ghi về cho mình giải thưởng trị giá 6 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi số 3 mang tên Truy Tìm. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 3 của sàn đấu ca từ mang tên Truy Tìm. Giải thưởng vòng 3 này là 9 triệu đồng. Xin mời, bài hát đầu tiên ạ. Hạt mưa bay ngang qua tay, thấy bóng dáng anh nhìn quen. Người ngày xưa tôi thương yêu, tôi nhung nhớ đến ngẩn ngơ. Ngày chỉ mong khi tan trường rồi cầm tay dắt lối về,
kỷ niệm đầu ừ thì ra đã quá lâu. Thử thách 5 giây quan sát ạ. Thời gian 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Xin mời ngây thơ. Theo dòng trời đi muôn nơi, tin bao khát khao đầy vơi, buồn rồi vui như mưa ngâu, tên trong gió ai chờ đâu. Ngày chỉ mong thơ ta cười mà lòng thoáng có chút buồn. Ừ thì thôi, mình nhìn nhau chút nữa thôi. Trôi đi xa, trôi đi xa, trôi hết giấc mơ ngày qua. Bao tháng ngày ngày ngùng lắm biết không, chiếc hôn lần đầu. Ừ thì nắm tay lần đầu, rồi thì lần đó. Giờ thấy nhau, môi ta cười mà lòng thoáng có chút buồn. Ừ thì thôi, mình nhìn nhau chút nữa thôi. Ghi nhận. Nhận. Thôi mình nhìn nhau chút nữa thôi. Hệ thống ạ. À. Ôi, ừ thì thôi mà. Hát và đọc phải giống nhau. Đợi nghe thơ cứu nè đúng không? Như vậy là Ly Xù sẽ quyết định dùng quyền cứu. Đi muôn nơi tìm bao khát khao đầy vơi, buồn rồi vui như mưa ngâu, tan trong gió ai chờ đâu. Giờ thấy nhau môi ta cười mà lòng thoáng có chút buồn. Ừ thì thôi. Lại lần nữa Giờ thấy nhau môi ta cười mà lòng thoáng có chút buồn. Ừ thì thôi, mình nhìn nhau chút nữa thôi. Ghi nhận, xin mời hệ thống. Chúc mừng Vy ạ. Như vậy là điểm số đầu tiên của vòng này đã thuộc về đội ngây thơ. Có lợi thế, bài hát thứ hai sẵn sàng, xin mời. Em ơi về ngày xa xăm ta sống bên nhau, không còn cách xa, không còn mong chờ. Em mơ được ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều, những vui buồn ta cùng trong tay nhau. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Rồi
mong chờ, vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên. Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại, tháng năm dài mình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ. Đọc lại à, anh Thiên khúc này mới hồi hộp nè. Rồi anh cứ đi, đêm ngồi đây em vẫn mong chờ, vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên. Ghi nhận và đáp án hệ thống rồi. Tỷ số được sang bằng và bây giờ là bài hát quyết định 9 triệu thuộc về ai. Xin mời bài hát quyết định ạ. Cố giành bài này. Cố giành bài này. Em biết hát bài này không? Em không, em không. Cố giành cho anh hát. Bé ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm, cớ sao không nhìn thấy anh, từ lâu đã ngắm anh xem như một thiên thần. Ghét ghê anh, cần biết anh, người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân, với bao nhiêu là ý thơ, bỗng anh làm tan ước mơ. Thử thách ạ. Năm giây quan sát. Thời gian nhấn chuông 10 giây bắt đầu. Thủ đoạn ạ. Xin mời. Người yêu tôi hỡi xin đừng nói câu hờn dỗi, trong ánh xuân sang anh là gió em là nắng, bay khắp dương gian cho mùa đông kia lụi tan để xuân huy hoàng. Mùa xuân đang đến trong nghìn sắc hoa rực rỡ, cho đám em thơ vui đồ mới trong ngày mới, cho lứa đôi ta một nghìn năm không rời xa và tình càng thêm thiết tha. Ngất ngây trong tình đắm say, người yêu em hỡi ước mơ gì hôm nay, ước mơ em nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đón xuân nơi miền trăng sao. Ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đứng dối nhau. Đọc lại ạ. Mùa xuân đang đến cho nghìn sắc hoa rực rỡ, cho đám em thơ vui đồ mới trong ngày mới. Hệ thống và đáp án ghi nhận đó chính là chúc mừng đội thủ đoàn đã mang về phần thưởng trị giá là 9 triệu đồng. Chúng ta nhanh bước vào vòng 4 biến hóa khôn lường. Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình Sàn đấu ca từ vòng 4 và đây là vòng quan trọng nhất, nhiều tiền thưởng nhất, vòng biến hóa khôn lường. Và giải thưởng của vòng này đó chính là 12 triệu đồng. Bây giờ sẽ là bài hát đầu tiên, đoạn nhạc đầu sẽ do ca sĩ chúng tôi thể hiện để các bạn biết mà đó là bài hát gì, sau đó chúng ta bắt đầu thực hiện thử thách. Xin mời bài hát đầu tiên ạ. Em nhớ anh là biết hết thương cận nhớ đấy. Thôi cái này anh chạy đúng không? Anh chạy đầu nhá. Nhưng mà khi nào nói người ta nói thì mình viết ra đây mình đứng mình chạy. Maybe ạ, maybe em sẽ xem đằng sau thử. Em mà anh đã biết là tình yêu này chẳng cần thiết, em cần nơi bình yên chứ không phải anh kế bên.
em đừng giữ lại anh khi trái tim vun vỡ chưa lành. Điều ban nãy anh vừa thấy là gì đây? Nope. Ai chạy trước ạ? Dạ em. Ai rồi cũng phải chạy thôi. Xin mời bạn. Đúng rồi, mỗi bạn sẽ lần lượt. Đây anh Thiên, ở đây, ở đây, ở đây ạ. Chúng tôi lưu ý, thứ nhất, đây là sàn trơn. Thứ hai, màn hình LED phía sau. Các bạn phải hết sức thận trọng. Bây giờ là thử thách đầu tiên ạ, xin mời thử thách. Quan sát trước. Cái đường dây này mình không chạy lại bài này rồi. Thời gian chạy bắt đầu. Cái dây này không chạy được rồi. Bước này ạ. Thứ bảy. Em đã vừa ghi hôn ai cận kề bên tai tựa đầu lên vai. Thấy em đang đắm say chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay. Đôi khi tình yêu sẽ hoa nhạt nhòa khi vô tình một trong ai cuốn lấy sai trái đến khi vừa lỡ cả hoài hủy hoại tương. Đội của Yến. Trời ơi. Trời ơi, cô bé nhỏ nhắn quá. Đường gái mà ôi không hề. Sao được? Đường gái ôi. Sao không được? Rồi, bây giờ sẽ là thử thách của các bạn. Chắc tại đi bộ tới rồi. Chạy chứ chạy chứ, bao giờ chạy? Khi nào chạy thì chạy. Anh ơi, đừng có chạy gấp. Thời gian chạy bắt đầu. Mặc dù cũng cố gắng lắm nhưng mà biết sao giờ ba bước chạy của bé bằng bước đi của bên kia. Em ơi, em lại toàn chân dài chân ngắn này. Rồi xin mời. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa. Một mình đừng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Quay bước ra vòng bao rằng mình cũng như em hết thương thằng nhớ. Hết thương thằng nhớ. Hết thương thằng nhớ luôn. Tiếp tục lượt chạy cuối cùng, Như Hoàng Yến và trời ơi. Chị lại thua rồi. Hả? Chị lại thua rồi á? Tôi chết rồi. Rồi. Thử thách của các bạn. 5 giây quan sát ạ. Trời ơi. Thời gian chạy bắt đầu. Vì lỡ thấy em với người ta, sao mà lại dễ quên em mà. Với tất cả gì đã xảy ra, chỉ còn là nhân duyên, nên lòng vẫn quyến luyến. Mai chia cắt, muốn cũng chẳng thấy mặt. Em đã vừa gì hôm ai cần kề bên tai tựa đầu lên vai. Thấy em đang đắm say chẳng hay chẳng đôi đôi mình chưa chia tay. Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai cuốn lấy sai trái đến khi vừa lỡ. Một người mình chẳng ngừng
vờ, bảo rằng mình cũng như em, hết thương càng nhớ. Sự thật là chỉ môi em hết thương càng nhớ. Chúc mừng ạ, đã hát chính xác. Chúc mừng bạn. Yeah. Bây giờ bài hát thứ hai xin mời ạ. Yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một. Giây này của anh khó chạy, giây của em chạy dễ. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Ai chạy trước ạ? À? Chạy đi. Em chạy trước đi. Oh. Vẫn là gặp nhau à? Đắp lô và xuân tài. Yeah. Thử thách, xin mời. Cái gì vậy? Đây, nó đang chéo à. Mấy bạn là lấy luôn cái micro đi. Tao đứng gần xịt vậy. Ra ra chút. Đúng không? Nó đang ở hướng dưới thì mình vòng vành nó phải chéo, đúng không? Thời gian chạy bắt đầu. Không yêu yêu hay không yêu. Rồi xin mời bạn. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy khi. Sao không yêu nhau, bây giờ yêu luôn đi. Tim không em đang thật lòng, em nghe đây anh nói đi anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi, chỉ một lời. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu yêu hay yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Chúc mừng. Yeah. Các bạn còn hai cơ hội cuối. Xin mời. Cặp kế tiếp à. Còn em chạy đó. Ủa hả? Hỏi nhiều nghe một lần được không? Năng nỉ. Thử thách kế tiếp ạ. À. 5 giây quan sát. Thời gian chạy bắt đầu. Cả tỷ bạc của tôi. Em luôn vui em hiền lành, không ngày đi chơi nấu ăn ngon. Em may em theo thùa này, yêu thương yêu hai hết lòng này. Chỉ là anh đấy thôi anh, duy nhất riêng anh. Xưa nay bên em, bao người vây xung quanh. Yeah! Tim không em đang thật lòng, em nghe đây anh nói đi anh. Chính xác ạ. Cơ hội cuối cùng. Chưa hoàn yến. Ôi trời. Cố lên anh. Thử thách xin mời ạ. Đôi bạn thân 15 năm nè. Nắm tay nhau chạy đấy. Lên luôn. Thời gian chạy. Bắt đầu. Yeah.
bổ được. Cái thấy vậy có gì đâu. Rồi, xin mời hết ạ. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một người. Bên nhau hay thôi, chỉ một lời ư. Không yêu yêu hay không yêu hay yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Yến giỏi quá, Yến chạy thắng anh luôn, anh chạy như là con vịt. Đấy, hồi bọn nắm tay nhau cũng nắm thôi. Với điểm số là 4-2 thì chiến thắng ở vòng này đã nghiêng về đội thủ đoạn. Thủ đoạn. Bây giờ trước khi chúng ta nhận những phần thưởng từ chương trình Sơn Đốc Ca Từ, hãy lắng nghe những chia sẻ của hai vị đội trưởng về ngày hôm nay. Xin mời Hoàng Nghi. Thật sự là chỉ thấy là hơi đáng tiếc là ước gì chân mình có dài hơn một tí, chắc là mình sẽ chạy nhanh hơn. Nhưng mà không sao, vì là hôm nay thực sự là đến với Sơn Đốc Ca Từ thì Dung Yến cảm thấy rất là vui, bởi vì là được gặp gỡ anh Ngọc Kiến Huy này, chị Sam này, rồi anh Quốc Tiên, rồi tất cả mọi người chơi ở đây. Thì chúng ta đã tạo một cái sân chơi rất là hay, và cũng như là để cho khán giả có những tiếng cười, rồi cũng biết thêm nhiều bài hát nữa, mặc dù là có những lúc rất là tiếc nuối bởi vì là mình hát bị nhịu nhất đấy. Nhịu đúng không? Anh cứ phải nhắm mắt lại để anh không bị nhầm em với anh á. Mà cái đấy hay dễ nhầm lắm. Em thấy anh lên sân khấu rất là nhiều lần và lúc nào anh cũng vô cùng tự tin. Nhưng mà anh đứng ở đây nhìn anh quéo lại luôn á anh đi. Anh sợ quá, nhưng mà ngày hôm nay thực ra cảm ơn các bạn. Đội Quốc Thiên may mắn tại vì là đội Yến có hai bạn nữ nên là cũng không, cái di chuyển nó sẽ khó khăn hơn các bạn nam như thế này. Nên là cái việc mà hát thuộc bài chắc chắn là đội nữ cũng rất là giỏi rồi. Nhưng mà thôi, hôm nay Thiên may mắn, Thiên xin phép cho đội Thiên được chút xíu thôi. Chia tiền thưởng đi. Chắc chắn chia luôn. Có chia không? Chia, chia. Wow, đúng là hào phóng. Vậy vậy tiền thưởng dành cho đội của Dương Yến là 7,5 triệu. Và đội của anh Quốc Thiên đã ghi về cho mình giải thưởng vô cùng lớn, đó chính là 22,500,000 đồng. Và quý vị, chúng tôi xin phép được khép lại sau đó cả từ ngày hôm nay, và hãy nhớ khung giờ phát sóng chúng tôi, đó chính là 19 giờ tối Chủ nhật trên kênh HTV7. Chương trình Sàn Đấu Ca Từ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah. Xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình Sàn Đấu Ca Từ mùa 4. Ca sĩ. Tập 15 Sàn Đấu Ca Từ mùa 4 được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 12 tháng 1 năm 2020 trên kênh HTV7.